Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung nóng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin Covid sáng mùng 6 tháng 3. Ca mắc mới tăng chóng mặt, thêm 173.258 ca một ngày. Có 88.572 ca trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin dịch Covid mới nhất của Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt, cao kỷ lục nhất từ trước đến nay, 131.817 ca nhiễm mới. Trong đó, 37 ca nhập cảnh và 131.780 ca ghi nhận trong nước, tăng 6.212 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh, thành phố, có 88.572 ca trong cộng đồng. Hà Nội ghi nhận đến 25.013 ca trong ngày. Tiếp đó là Bắc Ninh, 7.161, Nghệ An, 6.460. Sơn La 4.228, Phú Thọ 3.864, Hưng Yên 3.818, Bình Dương 3.608, Nam Định 3.536, Lạng Sơn 3.251, Quảng Ninh 2.998, Thành phố Hồ Chí Minh 2.984, Đắk Lắk 2.916, Vĩnh Phúc 2.805, Hòa Bình 2.799, Thái Nguyên 2.792, Tuyên Quang 2.747, Bắc Giang 2.573. Ninh Bình 2.525, Quảng Bình 2.338, Yên Bái 2.278, Thái Bình 2.240, Cao Bằng 2.212, Hải Dương 2.182, Bình Phước 2.158, Hà Nam 2.146, Khánh Hòa 2.102, Hà Giang 2.081, Điện Biên 2.051, Đà Nẵng 1.967, Lào Cai 1.945, Bình Định 1.894, Cà Mau 1.732, Lai Châu 1.709, Gia Lai 1.481, Quảng Trị 1.183, Thanh Hóa 1.099, Lâm Đồng 1.060, Bà Rịa Vũng Tàu 1.024, Đắk Nông 967, Hà Tĩnh 832, Phú Yên 721, Bến Tre 708, Tây Ninh 649, Hải Phòng 598, Bình Thuận 557, Trà Vinh 456, Quảng Ngãi 416, Vĩnh Long 416, Bắc Cạn 368, Thừa Thiên Huế 364, Quảng Nam 351, Kon Tum 303, Bạc Liêu 266, Đồng Nai 196, Kiên Giang 158, Long An 143, Cần Thơ 138, Sóc Trăng 49, Đồng Tháp 46, An Giang 46, Ninh Thuận 38, Hậu Giang 26, Tiền Giang 8. Trong ngày, Sở Y tế Phú Thọ đăng ký bổ sung 33.144 ca và Sở Y tế Thái Nguyên đăng ký bổ sung 8.297 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội tăng 3.618 ca, Bắc Ninh tăng 1.150 ca, Phú Thọ tăng 576 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 109.499 ca trên ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 4.232.520 ca nhiễm, đứng thứ 21 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm mới trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 137 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 42.847 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.225.053 ca. Trong đó có 2.613.185 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 548.041, Hà Nội 365.456, Bình Dương 308.418, Bắc Ninh 135.181, Quảng Ninh 122.442. Về tình hình điều trị, trong ngày có 26.566 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.616.002 ca. Số bệnh nhân nặng được điều trị là 4.249 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17:30 ngày 4 tháng 3 đến 17:30 ngày 5 tháng 3, ghi nhận 82 ca tử vong tại Hà Nội 12, Quảng Ninh 8, Đà Nẵng 7, Nam Định 5, Thái Nguyên 5, Khánh Hòa 4, Nghệ An 4, Bắc Giang 3, Hải Dương 3, Hòa Bình 3, Phú Yên 3, Thành phố Hồ Chí Minh 2, Bến Tre 2, Kiên Giang 2, Lào Cai 2, Phú Thọ 2, Quảng Trị 2, Bạc Liêu 1, Bình Phước 1, Bình Thuận 1, Cần Thơ 1, Cao Bằng 1, Đồng Nai 1, Đồng Tháp 1, Hà Tĩnh 1,
Lâm Đồng 1, Lạng Sơn 1, Ninh Bình 1, Quảng Bình 1, Thanh Hóa 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 97 ca trên ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.726 ca, chiếm tỷ lệ 1% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, ca tử vong do COVID-19 tại nước ta xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 4 tháng 3, có 964.471 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 197.277.917 liều. Chủng Omicron chiếm ưu thế, Thành phố Hồ Chí Minh ra văn bản khẩn. Thưa quý vị, tình hình COVID-19 trên địa bàn có xu hướng gia tăng. Chủng Omicron đang chiếm ưu thế. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản khẩn yêu cầu các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Chiều ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn về tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đang có xu hướng gia tăng. Đặc biệt hiện nay, chủng Omicron chiếm ưu thế. Dự báo trong thời gian tới có thể xuất hiện thêm chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, cơ sở sản xuất kinh doanh và trường học. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các sở ban ngành, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện nghiêm nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện nghiêm và hiệu quả các biện pháp y tế. Theo đó, các quận huyện cần tăng cường triển khai hiệu quả, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, trong khu công nghiệp, trường học, theo các quy định đã hướng dẫn. Đồng thời phối hợp tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 thần tốc hơn nữa, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, ngay khi Bộ Y tế có hướng dẫn. Tiếp tục chỉ đạo triển khai mạnh mẽ chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. Trong đó tổ chức tiêm vaccine, xét nghiệm tầm soát phát hiện người mắc COVID-19, chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ khi người sống chung, người cùng gia đình bị mắc COVID-19, hỗ trợ chăm sóc thể chất và tâm lý xã hội. Bên cạnh đó, các địa phương cần nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch COVID-19. Sở Y tế có trách nhiệm điều trị toàn diện, phân tầng điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu. Thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến, tổ chức thu dung, điều trị hiệu quả ở các tuyến, cung ứng và bảo đảm đủ thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang bị phòng hộ, đặc biệt oxy y tế tại các cơ sở điều trị, tăng cường tổ chức cách ly, chăm sóc, điều trị tại nhà, công tác kết nối, hội chẩn, theo dõi, tư vấn điều trị từ xa, kịp thời chuyển tuyến, chuyển tầng điều trị, không để xảy ra tình trạng người mắc COVID-19 không liên hệ được với cơ sở y tế, không được quản lý, theo dõi y tế, cấp phát thuốc điều trị. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Y tế, tăng cường công tác truyền thông, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống dịch của người dân, không tụ tập, không đến nơi đông người khi không cần thiết, tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, không vì đã tiêm vaccine mà lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch. Vì sao F0 tăng cao sau Tết? Thưa quý vị, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, việc biến chủng Omicron chiếm ưu thế ngoài cộng đồng và người dân có tư tưởng chủ quan khi đã tiêm vaccine là những nguyên nhân dẫn đến F0 tăng cao. Nhiều người có tư tưởng chủ quan sau khi tiêm vaccine. Trong ngày 3 tháng 3, Hệ thống Quốc gia về Quản lý ca bệnh mắc COVID-19 ghi nhận hơn 118.000 ca nhiễm mới. Trong đó, Hà Nội là địa bàn ghi nhận có ca mắc COVID-19 cao nhất cả nước với hơn 18.000 ca. Tiếp đó Nghệ An với 6.152 ca, Bắc Ninh với 5.648 ca, Thành phố Hồ Chí Minh với 3.126 ca. Theo đánh giá của Ủy ban Pháp luật Quốc hội, một số vấn đề nổi lên liên quan đến công tác phòng chống dịch gần đây, đó là từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến ngày càng phức tạp. Nhiều tỉnh, thành phố ghi nhận số ca F0 trong cộng đồng tăng đột biến. Đáng lo ngại là theo kết quả tầm soát ngẫu nhiên biến chủng Omicron bằng xét nghiệm PCR tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2, có 70 trên 92 mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với biến chủng Omicron, chiếm 76%. Biến chủng Delta chỉ còn chưa đến 30%.
Điều này cho thấy biến chủng Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cao, chiếm ưu thế, có khả năng lan ra các địa phương khác trong cả nước. Do đó, đề nghị Bộ Y tế cần tổ chức xem xét khả năng này để có biện pháp ứng phó phù hợp và kịp thời, tránh bị động. Ủy ban pháp luật nêu nhận định. Trước tình trạng số lượng ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tăng cao, một bộ phận người dân đang có biểu hiện hoang mang, lo lắng trước công tác tổ chức phòng chống dịch bệnh chưa hiệu quả ở cơ sở. Ủy ban pháp luật đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu có cách thức thông tin, truyền thông đầy đủ, kịp thời để ổn định tư tưởng, tạo niềm tin của người dân về chiến lược phòng chống dịch bệnh trong thời gian sắp tới. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, từ khi Việt Nam xuất hiện COVID-19, virus SARS-CoV-2 thường xuyên có biến chủng Alpha, Beta, Gamma, Delta và Omicron. Chủng Delta đã gây ra đợt dịch thứ tư trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam có tốc độ lây lan trên 3 lần so với chủng cũ. Chủng Omicron hiện nay có tốc độ lây lan tăng trên 2 lần so với chủng Delta. Như vậy, tốc độ lây lan của chủng Omicron gấp 5 lần chủng cũ. Đây là nguyên nhân gây tăng cao ca F0, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói. Theo ông Đỗ Xuân Tuyên, tỷ lệ bao phủ vaccine của Việt Nam hiện nay rất cao. Cụ thể, từ 18 tuổi trở lên, cơ bản mũi 1 đã tiêm xong, mũi 2 đã xấp xỉ 98%. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 98%, mũi 2 khoảng 96-97%. Với độ bao phủ vaccine như vậy, một số bộ phận người dân cho rằng đã tiêm vaccine rồi nên tư tưởng chủ quan, ông Đỗ Xuân Tuyên cho hay. Cùng theo ông Đỗ Xuân Tuyên, cùng với độ phủ vaccine cao, chúng ta lại có những yếu tố cơ bản như thuốc điều trị nên đã chuyển hướng từ phát hiện, ngăn chặn, khoanh vùng, dập dịch, chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt và mở các hoạt động nhưng vẫn tuân thủ các nguyên tắc mà Thủ tướng đã chỉ đạo, đó là 5K cộng vaccine, thuốc, công nghệ và ý thức của người dân. Tuy nhiên khi chúng ta mở ra như vậy, một bộ phận người dân có tư tưởng chủ quan, không thực hiện nghiêm nguyên tắc đó. Từ đó tốc độ F0 tăng cao, Thứ trưởng Bộ Y tế phân tích thêm. Không quá lo lắng. Theo ông Đỗ Xuân Tuyên, với F0 tăng cao như vậy, người dân đi mua kit test COVID-19 tăng đột biến, dẫn đến cung không đủ cầu. Vì vậy, giá kit test cũng tăng cao. Bộ Y tế đã gửi công văn tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh để triển khai tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tránh việc găm hàng, nâng giá và thực hiện không đúng. Để tránh tăng giá kit test, ông Tuyên cho rằng cũng cần ý thức của người dân, phải tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ mua khi cần, không quá nôn nóng mà mua dự trữ, làm mất cân bằng cung cầu, dùng đến đâu mua đến đấy. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng có hướng dẫn xét nghiệm mẫu gộp những người trong một gia đình. Ông Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới đã nhận định chủng Omicron đang lây lan rất nhanh, chưa từng thấy. Năm 2022, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, chưa thể chấm dứt nhưng chúng ta cũng không quá lo lắng, ông Tuyên nói. Để trấn an người dân không nên quá lo lắng khi F0 tăng cao, ông Tuyên cho biết. Việt Nam là một nước được đánh giá là top 10 thế giới với tốc độ bao phủ vaccine. Ngày 17 tháng 2, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã cấp phép cho 3 giấy phép cho thuốc Monopiravir để đưa vào điều trị. Bộ Y tế cũng đã làm việc với một số hãng dược để đưa những thuốc được cấp phép trên thế giới vào lưu hành tại Việt Nam. F0 tăng cao như vậy, đề nghị các địa phương tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức trong phòng chống dịch, tham gia tích cực vào công tác tiêm chủng, tuân thủ hướng dẫn về dùng thuốc điều trị của Bộ Y tế. Các địa phương cũng cần căn cứ vào các quy định hiện nay để đánh giá cấp độ dịch, từ đó đưa ra quyết định mở lại trường học hay du lịch, ông Tuyên nói. Thống kê F0 để làm gì? Trước ý kiến về việc F0 nhiều như hiện nay thì việc thống kê hàng ngày có ý nghĩa nữa hay không? Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, việc thống kê số F0 vẫn phải làm bình thường để phục vụ cho công tác dự báo, dự đoán, nghiên cứu, từ đó đưa ra các biện pháp phòng chống dịch cũng như các biện pháp phát triển kinh tế. F0 có xu hướng tăng trong trường học, phụ huynh lo lắng, giáo viên khổ sở. Thưa quý vị, trước tình trạng học sinh nhiễm COVID-19 gia tăng, một số người quay đầu muốn con em mình tiếp tục học trực tuyến, trong khi số khác vẫn kiên trì muốn con học trực tiếp để đảm bảo chất lượng. Do đó, các trường học và giáo viên đang trong tình trạng ở hai bến nước. F0 tăng, phụ huynh lo lắng. Sau Tết Nguyên đán 2022, số ca mắc COVID-19 ở Bình Dương có xu hướng tăng. Trong đó, nhiều cơ sở giáo dục phát hiện trường hợp giáo viên, học sinh mắc COVID-19. Mặc dù ca mắc COVID-19 ở địa phương này tăng, nhưng theo đánh giá của ngành chức năng thì tỷ lệ tăng ở mức thấp. Tính từ sau Tết Nguyên đán đến nay, số ca F0 ở Bình Dương được phát hiện ở học sinh hơn 1.700 ca. Trong đó, cấp tiểu học có tỷ lệ cao nhất thuộc đối tượng chưa tiêm vaccine. Tuy nhiên, ngành giáo dục Bình Dương cho biết, trong số ca mắc trên có nhiều trường hợp học sinh mắc COVID-19 ở nhà và được phụ huynh thông báo về trường. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương có trên 490.000 học sinh từ cấp mầm non đến trung học phổ thông. Tỷ lệ học sinh các cấp đến trường đạt gần 100%.
Đến nay, các cơ sở giáo dục ở Bình Dương đã có trên 99% cán bộ giáo viên, nhân viên được tiêm mũi 3 và tất cả học sinh, học viên từ 12 tuổi trở lên được tiêm mũi 2. Trước việc F0 có xu hướng tăng, nhiều phụ huynh tỏ ra bất an, lo lắng cho sức khỏe con em mình. Con tôi hiện tại không sao, nhưng con hàng xóm bị dương tính, họ vẫn cho đến trường. Tôi còn nói để con ở nhà, nhưng bố mẹ trẻ cho rằng nếu thế thì cả nhà họ sẽ bị ảnh hưởng, trong khi trẻ hiện không có triệu chứng gì. Tôi thấy không yên tâm nên dặn con phải mang khẩu trang xuyên suốt để tự bảo vệ mình. Một phụ huynh có con học trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một chia sẻ. Tương tự anh NVD, nhà ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương cho biết, học sinh đến trường được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, nhưng trong bối cảnh hiện nay khi hầu hết học sinh đã được tiêm vaccine, nếu phụ huynh phát hiện con dương tính mà không có triệu chứng, tiếp tục cho con đến trường thì chẳng ai biết mà tránh. Áp lực dồn về giáo viên. Chia sẻ với phóng viên báo chí về hoạt động giảng dạy hiện nay, cô Diệp Thị Ngọc Dung, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết, nhà trường và giáo viên đang chịu áp lực lớn trong bối cảnh hiện nay. Theo cô Dung, do tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên một số phụ huynh muốn cho con tiếp tục học trực tuyến, trong khi số khác muốn con mình học trực tiếp để đảm bảo chất lượng. Do đó, nhà trường và giáo viên chịu nhiều áp lực, vừa phải đảm bảo chuyên môn, vừa phòng chống dịch tốt, bảo vệ sức khỏe học sinh. Nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch. Hàng ngày kiểm tra, theo dõi sức khỏe học sinh. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ hoặc test nhanh dương tính, lập tức phối hợp với phụ huynh để có phương án xử lý an toàn. Cô Dung cho biết thêm. Đại diện ban giám hiệu một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thuận An cho hay, trước việc phải đảm bảo phòng chống dịch và chuyên môn, ngành giáo dục đang chịu nhiều sức ép. Nếu như trước đây, giáo viên chỉ việc dạy theo giáo trình soạn sẵn, thì nay phải thay đổi cách thức liên tục. Giáo viên bây giờ chẳng khác gì nhân viên y tế, họ phải làm việc đến 200% khả năng. Hiệu trưởng một trường trung học phổ thông nói, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Nhật Hằng cho biết, đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra đến trực tiếp các đơn vị, trường học để giám sát công tác phòng chống dịch. Sau các đợt kiểm tra, Sở Giáo dục Đào tạo nhận thấy các đơn vị, trường học thực hiện tốt phương án xử lý F0, F1 là học sinh, thực hiện tốt các nội dung được hướng dẫn tại sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Nhật Hằng, ngành giáo dục đào tạo tỉnh này đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp chủ động ứng phó, phòng ngừa từ xa, từ sớm, như thành lập tổ phòng chống COVID-19, tổ chức test nhanh hàng tuần cho học sinh, đề ra các phương án phối hợp ngành y tế xử lý khi có F0 trong trường học, phương án cách ly F0, F1 cũng như triển khai các kế hoạch tổ chức dạy trực tuyến, dạy học trên truyền hình cho học sinh khi cách ly tại nhà. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương nhận định các cơ sở giáo dục trên địa bàn vẫn đang kiểm soát tốt tình hình và tiếp tục tổ chức cho học sinh học trực tiếp. Các đơn vị linh hoạt trong tổ chức phương án dạy học, sắp xếp thời khóa biểu và nỗ lực duy trì việc học trực tiếp, không làm gián đoạn quá trình học tập của học sinh. Nhận định số ca F0 trong ngành có thể sẽ còn tăng. Tiến sĩ Hằng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của cha mẹ học sinh, của cộng đồng trong việc tuyên truyền, giáo dục con em, thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh trong tình hình mới.